Nguyễn Thị Út đẹp, cái mặt vàng vẹt, cái mũi chét lét, tướng tá như con vịt đẹp. Tía, sao kỳ vậy tía? Sao lúc nào tía cũng làm thơ tía mà nhục con gái tía hết vậy? Kêu bay hoài mà bay chờ tao đọc ngay cái bài thơ ngay nhược bay, giờ bay mới lên tiếng là sao? Tía, nghe vậy? Lỡ nói chuyện gì? Tía, không mấy á, hết đợt này tía cho con đi Thái Lan đi. Ông nội trời ơi, mày thấy là mày mặc cái gì bên đó? Dạ. Mày đứng đó tao mày đi giải phẫu nha. Giải phẫu gì mà giải phẫu? Ý là con buồn quá, con xin tía đi Thái Lan để con đi du lịch. Du lịch xong con về con làm lại một con người mới. Con sẽ là một đứa con ngoan, một người có tài năng cho tía coi nha. Vậy hả con? Dạ, tại vì con thấy con không có giống tía ở cái chỗ chỗ gì con? Cái chỗ văn nghệ. Tía mày đó là hầu xưa đó, chỉ cần một câu hát thôi, thấy không? Chỉ cần một bài thơ thôi, bồ tía mày rần rần sắp hàng vậy nè con. Tía à, mà sao con không hát được như tía? Tía ơi, mà sao? Cái đoạn văn nghệ này á, là con muốn là con phải tham gia trong quyển mình để cho anh Phong con bác Sáu nhớ tới con để ý. Tao biết rồi, vô mặt này tao biết rồi, để ý anh Phong ha. Còn sao, dạ. Bà bộ bà ý anh Phong nó thích thơ hả? Sao bây giờ mặn thơ? Thì đó, con thấy ảnh mê văn nghệ lắm nha. Văn nghệ là có ca hát múa, mà con không biết múa mai quay cuồng ca hát gì hết á. Con định bụng là con làm thơ á tía. Con định bụng con mằng thơ hả? Dạ con? Đúng rồi tía. Con mằng tía nghe thử con ca coi. Tía nghe nha. Ừ. Con có thiệt chứ, nghỉ cả đêm luôn á. Tóc bạc ra mấy cọng nhỏ hết trơn nè. Tía nghe nha. Tía nghe con. Mùa hè có ve, mùa xuân có lá, mùa đông lạnh, mùa thu lá bay dèo dèo. Hết rồi. Vậy hả con? Dạ. Hết bài thơ rồi. Dạ, con tả về thời tiết. Sao thơ của con nó đảng hậu vậy con? Không, mày mần cái khác đi con, mày mần cái khác đi. Con vớt cái hay lắm là tép. Con cái này con nói là về cái khí hậu luôn á nha. Ừ con. Mùa hè thì nóng, mùa thu thì mát, mùa đông thì lạnh, mùa xuân ấm áp, bốn mùa bất thường, dở dở ưng ưng. Mày đọc bài nữa tao nhảy dưới cái vừa lòng mày mày ơi. Mùa xuân hoa nở khắp làng, chàng ơi có biết thiếp đang chờ chàng. Dần thơ thiếp viết dở dang, nhờ chàng nói hộ, nhờ chàng nói hộ. Tình tan tính tình. Tía, tía ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, đứa nào nó bắt cóc tía rồi tía. Tía đâu rồi mà đừng có tía đây vậy tía? Tao đây nè, tía đây con. Tía đừng có giận con, tía nhảy trời xuống dưới. Trời ơi, bay đỡ tao lên cái dạ, coi. Tía ơi, con tao phóng nghe, tao phóng, dạ. Tao phóng lên trời đất cơi. Trời mệt quá. Tía nói con nghe nghe không? Dạ. Từ cái lúc mà bay cất tiếng khóc chào đời là bay có đã có thù oán với lại văn hóa nghệ thuật thơ văn ca hát hò dè đâu. Thôi con, tôi nghĩ là rồi, đây là cái tôi cưng tưng 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 cái tôi tưng nghe. Bây giờ tôi nói con nghe đây nè, con gái tí á đó, thấy không? Thì nó không có đẹp bằng người ta, đẹp, thấy không? Đẹp. Đó, có đẹp nhưng mà dạ, nó không bằng, nhưng mà con gái tí nó có duyên. Dạ. Thấy không? Đó, con gái tí á đó, nó hát không có hay, thấy không? Nhưng mà nó nấu ăn giỏi. Dạ đúng rồi. À, tôi nói con nghe nha, bây giờ con đáng con học. Dạ. Con đoán con học, con đầu tư con học, nghe không? Con học giỏi, con thành cô ẩm thực. Cô giáo thành nhà ẩm thực. Dạ. Thấy không dạ, con? Rồi, tía. Đó, tía. Vậy. Dùng anh Phong sao tía? Thì thôi, vậy giờ coi giờ sao, giờ nói tóm lại là giờ để ý thằng Phong nghe. Con không biết để ý không chứ mà con móng đầu dữ lắm à. À, tao thấy chuồng chuồng nó bay đâu kìa. À, mày móng cái chuồng bay à. Rồi, được rồi. Cái chuyện thằng Phong rồi để tía lo à. Dạ. Thấy không? Kỳ này văn nghệ xuân Tết sớm mình cái tía dò ý nó coi sao hay không? Tía hứa hỏi nha. Chết tía con. Quên.